Rồi, hello anh em nè. Bữa nay lên sóng một con xe tiếp tục Honda Giroid 4 thì FI nè nghe anh em. Hôm qua về con 2018 quá đẹp, bán tốc độ luôn em. Bữa nay về 24, 25 mà xe cũng khá đẹp nha anh em. Mà con này giá 26 triệu nha, mà 26 triệu nó lại hơn cái con 32 triệu. Đó, nó hơn con 32 triệu là biết sao không anh em. Có bao tài sửa ấm nha. Nè. Con 32 triệu xe đời cao không có bao tay. Con này 26 triệu có bao tay nè. Về mấy con xe mà có bao tay là bán tốc độ lắm nè. Bao tay sưởi ấm nè, bao tay là bao tay sưởi ấm. Và đặc biệt nó có luôn cái rổ này nè. Rổ này cũng đó giờ cũng mới thấy nè. Rổ này vỗ mũ. Vỗ mũ nhìn giống ba vỗ lô ở đây hết nè. Nhưng mà không phải nha. Rổ Nhật nha anh em. Mazda in da băng đàng hoàng nha. Vỗ Nhật nha anh em. Đó, rổ may đù. Cái phơm này là biết sao anh em. Phơm dán con mấy chị phụ nữ nè. Nhìn được gắn cái rổ vô nhìn cái xe nó hiền lên liền anh em. Cái rổ mà rổ mũ mũ Nhật luôn á nè. Nhìn xe nó hiền lại. Anh nào muốn hung hung thì rổi cái rổ rổ phơm vuông nè. Đó. 26 triệu mà nó hơn con 32 triệu là hơn cái bao tài siêu hấp nha anh em, chứ cái chắc xe nó không hơn đâu. Tại vì con kia đời cao. Con này có gắn biển số luôn nè. Anh em nào lấy con này tặng cái biển số luôn, có sẵn cái biển số gắn biển số cho anh em luôn ha. Và nhắc lại xe mình là xe nội địa ra băng nha anh em. Đấu giá Nhật nha, xe trơn nha. Đừng nói thấy biển số mà hỏi sang tên giúp nhập hồ sơ giùm em anh em ha. Nếu mà dòng này Việt Nam mà có, nếu mà rút nhập sang tên chắc 100 mấy á, tại vì nó là dòng ba bánh đó nè. Anh em đừng nói xe 20 mấy triệu rồi mua xe 20 mấy triệu về không có giấy rồi chạy gì sao. Nói chung là giá này bằng giá xe điện nữa anh em. Anh em mà làm của xe điện ba bánh cũng 20 mấy 30 triệu rồi đó, nhưng mà chắc xe điện thì khỏi bàn đi, cỡ ba cái xác xe điện chưa bằng xác xe này nữa. Rồi, anh em là xe Nhật người ta nghe anh em, đúng xe Nhật đấu giá về nha. Những anh em không biết thì nói ui mua xe vài chục triệu về, xe không giấy mà mua về rồi sao chạy đồ. Nói chung cái dòng này anh em, cái dòng ba bánh á, chạy thường thường lớn tuổi là chạy, mấy người lớn tuổi chạy anh em. Và hỗ trợ cho anh em chân yếu làm đứng xe luôn nha, làm đứng xe vẫn chạy được nha anh em. Làm đứng xe gì vẫn chạy được. Cái cấu gọn nguyên lý zin của con này là nó nghiêng qua nghiêng lại nha. Bật cái thắng tay này nè. Cái xe mình chạy bật cái thắng tay này nè anh em. Bật cái thắng tay này nè. Bật cái thắng nó xuống là chiếc xe mình nó nghiêng qua đấy, nghiêng qua nghiêng lại được nha. Nhưng mà anh em nào muốn á, làm một con xe này nè, cho nó đứng lên vậy nè, cho nó đứng mà vẫn di chuyển tới lui được, thì cứ inbox riêng cho em 15 phút là xong nghe anh em. Cái chiếc xe này thì khá đẹp rồi nè, đã vệ sinh sạch sẽ hết nè anh em. Nhìn gầm mà con này 26 triệu mà cũng khá đẹp nha. Anh em nào mà khó khăn về nói rồi mua một con xe trơn mà giờ không có biển số rồi sao gắn rồi sao chạy á, tặng anh em cái biển số về chạy luôn ha. Chung là cái nào có là em tặng hết anh em. Tại vì nhầm khi người ta xài kiếm cái biển số ở đâu ra nè, đúng không? Sẵn có tặng luôn nè, con này có bao tay siêu ấm nha. Khá đẹp. Nè, con xe mình là 18 ngàn nha anh em. Order 18 ngàn nha. Anh em mà chốt xe này nhớ nhìn kỹ cái order giùm em và cái chắc xe nha. Đúng xe đến nơi, đúng xe hãy nhận nha anh em. 26 triệu, quá đẹp. Máy bao zin, bao im. Bao tay siêu ấm. Bao tay siêu ấm hoạt động chuẩn chỉ hết nè. Xe giờ rẻ nè. Nói chung là mấy con xe này chạy ra đường trường chạy mượt lắm. Nó sở hữu động cơ đề từ 50cc FI nha nè. Máy móc mượt mà 560 khỏe ru nè. Và tiết kiệm xăng nữa.
Cái con này ra mấy cái đường đường lớn chạy đã lắm em, mấy cái đường trường chạy đã lắm, mượt lắm nè. Đây em nghiêng qua em quay cái phần đầu máy cho anh em luôn, quay gì cho chi tiết anh em nè, đầu máy nè. Cũng chỉ đâu đây ta, đầu máy nè, nè FV nó phun xăng đây nè, xe thuộc nè, và phần trục lắp nè, cái phần trục lắp nó gian ô tô lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại nè. Anh em nhìn ốc gầm nó còn khá đẹp nha, con này cũng còn khá đẹp nha nè, mũ trắng bu lia nguyên khối, nói không với dòng mũ sơn nha. Con này thì cứ mũ trắng bu lia là chơi thôi anh em. Bao tay siêu ấm hoạt động chuẩn chỉ, hai kính rổ trước, chỗ trước chỗ nhật luôn á, nói chung lâu lâu được cái rổ nhìn cũng khá đẹp anh em. Đây xi nhan con xe này khá sạch nha, 26 triệu xuống đáng đồng tiền bát gạo anh em. Xe giờ giá rẻ nè, con này đụng cả nửa tháng trước không có xe anh em, 29-30 triệu khách chốt ào ào luôn, bữa nay rẻ chung do được mua số lượng, em mua giá rẻ là em bán cho anh em giá rẻ, tại vì bán rẻ mình bán mau và khách hàng xài ta cũng đỡ nhót tiền, ta muốn mua một con xe chất lượng như vậy nè, ta cũng đỡ sót cái túi tiền của người ta ha. 26 triệu ở đâu bán rẻ như em anh em, bao giá thị trường luôn. Và nhắc lại xe mình là xe nội địa ra băng, xe trơn anh em, đừng hỏi sang tên gì giùm em nha, khổ lắm anh em. Việt Nam dòng này không có đâu, riêng cái dòng FB này không có đâu, nếu mà đài mạnh như lắm làm thanh lý ra cũng trăm mấy nha, chứ không khó lắm, vấn đề đó khó lắm anh em. Bán xe trơn đi, gắn biển số vô chạy anh em, chạy như xe điện vậy đó, nhưng mà chơi người lớn lớn tuổi thì chạy mấy con này nè, gặp thì né né hoặc cho qua, chứ không lẽ mấy con này ta kêu bắt làm gì anh em, đúng không, bắt mấy thằng trôi trôi rồi thôi, chứ thay vì mình mua một con xe điện 20 mấy triệu chất lượng đâu bằng con này được, và thay vì mình mua một con rim quay mình chế 3 bánh vô không có cửa với mấy con này đâu anh em. Con này sở hữu động cơ FI và nguyên zin từ nhà sản xuất của Nhật Bản về, thì cái độ xe và cái chất xe nó thì khỏi bàn, xe Nhật là lúc nào cũng chuẩn hết trơn nghe nè, từng con ốc tán hết nó. Vì 26 triệu xứng đáng đồng tiền bát gạo anh em. Việt Nam mà làm được cái trục lắp nghiêng qua nghiêng lại gì cũng khó nữa, chung là xe Việt Nam mình xe đâu có mấy cái này, trừ khi mấy xe ba gác cái này, xe ba gác cũng đâu nghiêng được đâu. Con này chục vô tô vậy, 3 bánh riêng dòng này em bán không ai, em không bán rẻ không ai bán rẻ đâu nè, bán rẻ mà phải xe chất lượng nha, phải chất lượng như lời miêu tả nha. Đến nơi xe máy không zin, máy không im, trả xe về mà em không đúng xe này, trả xe về mà em đừng nói lấy xe này mà giao xe khác, không có đâu nè. Xe về là nói chung là về lai ra vậy đó nè, có xe nào lên xe nấy, có xe nào lên xe nấy ha. Khá đẹp rồi, anh em nào quan tâm mà cái dòng Honda Giroid 4 thì FI có bao tay sửa ấm thì alo số điện thoại em ha, 0832354148 nghe nè, giá em nói chuẩn chỉ là 26 triệu không fit không bao ship nha, bao này máy móc nguyên zin cực im, có full phụ kiện bao gồm kính chắn gió, hai kính rổ trước da băng luôn em, 3 ga sau và bao tay sửa ấm hoạt động chuẩn chỉ full chức năng nha, điện đời càng xi nhan đầy đủ. Rồi anh em quan tâm alo số điện thoại em 0832354148 nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video luôn nha, anh em nào thấy yêu thích kênh em thì cứ ấn một lượt like và một lượt theo dõi nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã xem video.